ồn ào giữa ca sĩ Cao Thái Sơn và nhạc sĩ Khắc Việt đã dần khép lại, thì hôm 17 tháng 7 năm 2021, nam ca sĩ Con Đường Mưa lại bất ngờ đăng đàn trên trang cá nhân liên quan đến ca khúc Quên. Trước đó, nhạc sĩ Khắc Việt từng gây xôn xao khi thẳng thừng tố Cao Thái Sơn ép giá mua bài hát của anh từ 1 triệu xuống còn 500 ngàn đồng, lúc đàn rất nổi tiếng. Trong bài đăng này, Cao Thái Sơn cho biết về sự cố trả tác quyền Quên giá 500 ngàn đồng. Anh từng xin lỗi nhạc sĩ Khắc Việt cách đây 7 năm vào năm 2014, ngay tại nhà riêng của một bộ show ở Mỹ. Nam ca sĩ còn khẳng định thời điểm đó có cả nhóm The Man, Minh Vương, Bằng Cường. Anh viết, lúc đó chúng ta xỉn tay sáng, thế nào chắc Khắc Việt còn nhớ và rất nhiều người khác ở chung trong căn nhà đó đều biết câu chuyện này. Và Việt đã chấp nhận lời xin lỗi đó. Lý do, năm 2008, tác giả Quyền Chung của một bài hát đã được ca sĩ khác sử dụng trả biểu diễn, ra CD, DVD theo giá chung của cục bản quyền tác giả là 500.000 đồng. Vì ca khúc Quên của Khắc Việt đã hát và ra mắt CD, DVD trước đó, nên tôi chỉ hát lại tác quyền cho anh, nên quản lý của tôi đã làm việc trả giá trực tiếp với Việt theo giá mua tác quyền vì mới gặp Việt đúng một lần trong show diễn miền Bắc. Việc trả giá đó cũng như giá cách xe show của tôi được anh quản lý tự quyết định phải bớt cho các bộ show 5 đến 10 triệu tình nghĩa lúc đó là chuyện rất bình thường. Thuận mua vừa bán, chẳng ai ép ai. Cao Thái Sơn khẳng định từ năm 2007 đến năm 2012 tại Việt Nam, giá các show và chốt hợp đồng biểu diễn, bài hát của anh đều do quản lý làm việc, chứ nam ca sĩ không ra mặt trực tiếp, đồng thời cho rằng các bộ show nổi tiếng từ Bắc tới Nam có thể làm chứng điều này. Anh nói thêm, sau này, năm 2014, tôi gặp lại Khắc Việt khi làm chung công ty 3M Entertainment tại Mỹ. Tôi nghe Khắc Việt kể hồi đó giận tôi vì năm 2008 khó khăn mà bên tôi mua bài giá 500.000 đồng. Cá nhân tôi đã chân thành xin lỗi vì làm cậu ấy tổn thương rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Lúc đó chúng tôi đã rất vui vẻ làm hòa với nhau. Trong suốt những năm đó tới năm 2021, chúng tôi hoàn toàn bình thường. Bất cứ điều gì Khắc Việt cần nhờ mua nhà, sửa nhà nội thất, tôi đều tận tình giúp, chưa hề có xích mích nào. Cho tới khi bài Bình Yên Nhé được bán thì chúng tôi mới mất đi mối quan hệ thật sự vì các post Facebook khi mất bình tĩnh. Cao Thái Sơn cho rằng thời gian qua anh im lặng vì muốn sau này còn gặp lại nhau, chứ không muốn bới móc qua lại làm trò hề cho thiên hạ. Anh nói thêm, nói thật chứ bài hát tôi biết mà được bán cho người khác rồi có cho thêm tiền hát lại, tôi cũng có lòng tự trọng, mãi mãi không bao giờ đụng tới, chứ không cần bao giờ đi hát trộm đâu. Ngoài ra, cuối bài đăng, nam ca sĩ dành những lời khá nặng nề cho một nhân vật nào đó, không đề cập tên, và tuyên bố sẽ chiến tay đôi với người này. Nhiều người đồn đoán rằng nhân vật được nhắc đến trong bài chính là ca sĩ Nathan Lee. Hiện phía nhạc sĩ Khắc Việt vẫn chưa phản hồi gì về những chia sẻ mới của Cao Thái Sơn. Trong khi đó, phía Nathan Lee cũng dành những lời lẽ nặng nề không kém để đáp trả về một nhân vật tên Sơn.